Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh thức của mình. Hôm nay xin các bạn vẽ cái vật có hình dáng giống cái vỏ sò nè. Cái này một cái chi tiết mình thấy ở trên mạng ha. Thì bữa nay giúp các bạn có được các lệnh xử lý bề mặt nha các bạn. Mình tiến hành mình vẽ 2D cho nó nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Ok. Thì để mà làm những cái video mà hướng dẫn như vậy cũng khá là vất vả nha các bạn ha. Mình phải đi tìm mẫu đó mình, xong rồi mình phải ngồi mình vẽ lại cho nó có đúng không rồi mình mới lên video, cũng khá là mất thời gian đó. Thì nói chung là những cái video mình làm đa số mình kiếm ở trên mạng, số liệu là mình tự động mình cho tại trên mạng nó không có số, mà mong các bạn cũng thông cảm giúp mình nhé. Trong quá trình vẽ có cái gì sai sót thì cũng mong là các bạn sẽ bỏ qua cho mình nhé. Ok. Các bạn nào mà có những cái cách làm nào mà hay hơn, hay là có cái gì bạn thấy mình có gì đó nó hơn không đúng đó, thì các bạn có thể comment dưới video để mình cố gắng mình xây dựng và mình khắc phục các cái lỗi nha các bạn ha. Thì kỹ năng vẽ của mình thì cũng không phải là tài giỏi các bạn ơi, mình tích lũy sau những năm mà mình đi làm mình vẽ lại cho các bạn thôi nha các bạn. Nó có cái gì sai sót các bạn cũng thông cảm và bỏ qua cho mình nhé. Khoảng thời gian tới mình sẽ cố gắng phát triển kiến thức của mình hơn, ra những cái video mà hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn được sự bổ ích. Thì nói chung thì mình cũng sẽ làm đâu đó thêm những cái video và dạng ngắn các bạn ha, và những bài tập cơ bản đó, mà nào mà mới tìm hiểu về số liệu cuộc nó có thể là tham khảo nha các bạn. Rồi đó. Cái bài tập này nói chung là không có gì khó đâu các bạn ơi, nói chung cũng xoay quanh mấy cái lệnh cơ bản này, các bạn 2D chúng ta sẽ hành dùng cái lệnh xử lý bề mặt của chúng ta xử lý nó thôi. Bài này nói chung là không có khó. Ok nhé, các bạn này thấy mình cái video mình làm còn chậm á, chúng ta có thể tua nhanh nhé các bạn.
Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi chúng ta đã vẽ xong cái phần 2D này, 2D này vẽ cũng khá là lâu á. Ok, bài này cái phần đó là nó hơi khó khăn mà thôi. Rồi ok. Rồi xong, chúng ta vẽ cái phần đường đường dẫn vô cho nó nha các bạn. Rồi đó ok. Đó, chúng ta liên kết nó lại với nhau nhé. Sau khi đã vẽ xong tất cả cái đường dẫn, tiến hành chúng ta dùng cái lệnh gọi là lệnh boundary nhé. Ok, lệnh này cũng là một trong những lệnh cũng khá là hay á, cũng mà độ khó nó cũng cao các bạn. Rồi ok. Rồi bao nhiêu lại thấy nó sẽ kéo là cái dạng như vậy. Ok, chọn cái cạnh dưới đây nó sẽ chừng nó lại. Đó, cái này chủ yếu là mình có lệnh này thôi nha các bạn. Đó, xử lý bề mặt rồi ok nhé. Cái dạng hình những cái hình vỏ sò các bạn có thể chỉnh sửa nó đẹp hơn chứ cũng được. Rồi ok. Tôi sẽ xử lý một tí ở đây, tôi sẽ cắt bỏ cái phần đi nếu mà chúng ta thích cần nó được nha các bạn ha, để như vậy nó không thích cần được đâu, nó sẽ báo lỗi nha các bạn. Rồi ok. Rồi đó. Rồi cắt một cái phần này đi. Rồi ok nhé. Vậy chim cắt bỏ cái phần đó đi. Đó, cắt đi. Rồi mình sẽ dùng cái lệnh là lệnh extrude ha, mình tưởng thích cần mà thích cần không được, chúng ta dùng extrude ta ấy cho nó mày tạo một cái khối đặc nha. Đó, up to body luôn, surface chứ, to surface nha các bạn. Rồi ok, nó sẽ là một cái dạng khối đó. Tập hôm nay chỉ xoay quanh cái lệnh boundary nha các bạn. Rồi ok. Rồi đó các bạn ha. Rồi bớt cái phần không cần thiết đi. Rồi xong các bạn. Rồi nhé. Xong sẽ là mẫu nhé. Ok, rồi cảm ơn bạn đã tức của mình. Cái hay nhé, ủng hộ chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều. Ok nhé.